Xin chào các bạn, các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Room. Mình là Diễm Chan và đây vẫn là bản tin Team News ngày 29 tháng 3. Các bạn cũng đừng bất ngờ quá khi thấy mình trong cái bộ dạng này, bởi vì mình vừa mới đi sự kiện Oppo về và chính thức ngày hôm nay Oppo đã giới thiệu đến thị trường Việt Nam bộ đôi là Oppo F11 cũng như là F11 Pro. Oppo F11 sổ màn hình kích thước là 6,53 inch với độ phân giải là Full HD cộng, thiết kế màn hình giọt nước, camera selfie 16 megapixel, hệ thống camera kép với độ phân giải lần lượt là 48 megapixel và 5 megapixel. Về phần cứng thì Oppo F11 sử dụng vi xử lý là Helio B70, có hai phiên bản RAM là 4 hoặc 6GB và bộ nhớ trong tương ứng là 64 hoặc 128GB. Và tất nhiên là chúng ta có thể mở rộng bằng thẻ nhớ ngoài. Viên pin sẽ có dung lượng là 4020mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOC 3.0. Còn Oppo F11 Pro thì các thông số camera selfie cũng sẽ tương tự như trên chiếc Oppo F11. Và nó sẽ có màn hình kích thước là 6,5 inch nhưng mà không theo màn hình giọt nước mà sẽ sử dụng là màn hình tràn viền với cụm camera pop-up. Và Oppo F11 Pro cũng sẽ có cùng thông số camera sau, vi xử lý, RAM, ROM giống như là trên chiếc Oppo F11. Về giá bán thì với chiếc Oppo F11 phiên bản 6GB RAM, 64GB bộ nhớ trong thì sẽ có giá là 7.290.000. Còn Oppo F11 Pro thì sẽ có giá là 8.490.000. Các bạn thấy, các bạn nghĩ mức giá này có hợp lý hay không? Hãy là comment của mình dưới video này nhé. Và ngày hôm nay thì một bức ảnh nguyên mẫu được cho là thế hệ tiếp theo của iPhone 2019 đã bất ngờ được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Và qua hình ảnh này thì đã hé lộ khá nhiều điểm thú vị về mặt thiết kế của chiếc máy này. Theo một số nguồn tin thì hình ảnh rò rỉ được cho là bộ khung thiết bị đã thấy là thế hệ iPhone 2019 của Apple được tích hợp 3 camera xếp ở 3 đỉnh của một tam giác đều với đèn flash LED nằm ở phía trên và cảm biến hỗ trợ lấy nét nằm bên dưới. Đáng tiếc là nguồn tin này ngày hôm nay không tiết lộ thiết kế mặt trước của thế hệ iPhone 2019. Tuy nhiên thì một số nguồn tin trước đây cho rằng Apple có thể sẽ tối ưu phần Notch trên thế hệ iPhone mới nhờ việc giảm kích thước các thành phần của Face ID. Về các tính năng thì iPhone 2019 gần như chắc chắn sẽ chạy là iOS 13 với bộ vi xử lý là Apple A13. Thiết bị có thể sẽ hỗ trợ sạc không gian ngược để chia sẻ năng lượng cho Apple Watch hay là AirPods mới. Cụm 3 camera sau nhiều khả năng gồm cảm biến góc tiêu chuẩn, một camera tele và một cảm biến cho góc chụp siêu rộng. Sau nhiều nỗ lực không mấy thành công thì có vẻ như Sony không còn mặn mà cũng như là thiết tha với ngành thiết bị di động nữa. Và tập đoàn đến từ Nhật Bản này cũng đã vừa đóng cửa một nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở đó mà Sony Mobile còn nhận thêm một cái tin buồn nữa. Đó chính là hãng sẽ gộp cái phần làm kinh doanh về điện thoại chung với lại TV, camera cũng như là âm thanh. Những mảng trên sẽ được gộp thành một với tên gọi là thiết bị điện tử và các giải pháp Electronics Product and Solution. Họ cho biết bước đi này sẽ thực hiện nhằm mục đích tăng cường tính đa dạng với các thiết bị điện tử Sony. Bên cạnh đó thì Sony cũng sẽ cho biết công bố các báo cáo tài chính của các thiết bị Xperia. Sony vẫn còn nhiều quan ngại đây là bước đi để họ che giấu những tổn thất tài chính của mạng di động thông minh và giảm thiểu tổn thất về mặt tài chính. Đây có thể là một tin buồn dành cho những bạn nào là fan của dòng máy Sony, đặc biệt là Xperia. Nhưng mà buồn như vậy nhưng mà chúng ta sẽ hy vọng rằng Sony sẽ có thể là quay trở lại và ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau một thời gian ra mắt chiếc Galaxy Tab A10.1 năm 2019 thì ngày hôm nay thì nhà sản xuất Samsung cũng đã tiếp tục cho ra mắt một phiên bản nhỏ hơn và nó có tên gọi là Galaxy Tab A8.0 2019. Galaxy Tab A8.0 sẽ sử dụng màn hình LCD kích thước là 8 inch với độ phân giải là 1920x1200px, tương đương với phiên bản là 10.1 inch. Thiết bị này cũng sẽ hỗ trợ bút S Pen với thiết kế tương tự chiếc bút trên Galaxy Note 8. Galaxy Tab A8.0 2019 cũng sẽ sử dụng sức mạnh đến từ vi xử lý Exynos 7904 tương tự như Tab 10.1 inch. Tuy nhiên thì thiết bị này lại có 3GB RAM, nhiều hơn 1GB RAM so với người anh em của mình, cùng 32GB bộ nhớ trong và hỗ trợ mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 512GB. Galaxy Tab A8.0 sử dụng viên pin dung lượng 4200mAh. Các thông số khác của thiết bị này sẽ bao gồm là camera chính 8MP, camera selfie 5MP, Bluetooth 5.0 LE cũng như là tùy chọn LTE. Hiện tại thì giá bán của chiếc Galaxy Tab A8.0 2019 thì vẫn chưa được tiết lộ, nhưng mà một số thị trường sẽ được bán ra máy này bao gồm chúng ta sẽ có như là New Zealand này, Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Và trên đây cũng là tất cả những tin tin news mà Diễm muốn gửi đến các bạn. Nếu còn thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho Tech Room bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin kỳ sau. Bye bye.